Xin kính chào toàn thể các bác ạ. Trước mặt các bác đây là bộ mic không dây QT Acoustic CA300 tiếp tục về hàng phục vụ các bác. Và những các bác nào đã dùng rồi thì thừa biết con này tiếng khá hay nha. Rất hay, giá vô cùng xuân yêu thương. Trên 2 triệu. Đấy. Nhưng tuy nhiên xin phép được độc giá, giá tốt luôn cho các bác. 1.950.000 trong thời điểm từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2021 là khuyến mại cho các bác là 30 ngày khuyến mại nhân kỷ niệm cái ngày thứ nhất là ngày Noel. Đấy, mà thứ hai nữa là cái ngày sinh nhật của em. Đấy, ngày sinh nhật của em là ngày Noel. Đấy. Nói chung là nếu mà khuyến mại vào một ngày thì các bác không để video mới, nhưng mà khuyến mại phát luôn 30 ngày. Các bác mua luôn luôn có giá tốt, được không ạ? Tất cả các sản phẩm đều được giảm giá. Thì nói chung là cũng quay video nào thì báo video đó thôi. Nhưng còn sắp tới thì em phải làm riêng một video thông báo để khuyến mại tất tần tật các kiểu, các loại, các giá. Khuyến mại từ ngày mùng 1 tháng 1 mùng 1 tháng 12 năm 2021 nghỉ dương đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2021 thì hết khuyến mại. Đấy, ngày 30 là ngày cuối cùng rồi, sang ngày 31 hoặc ngày mùng 1 thì là hết khuyến mại các bác nhé. Thì đây là bộ mic QTC 300 từ thương hiệu là QT Acoustic, model là QTC 300. Hộp này hơi khó mở tí. Đấy, các bác và xem này, hộp nó nguyên đang nguyên kiện về, mở nó còn hơi khó này. Đây là cái tấm xốp nền này, xốp này đập không vỡ nhưng đốt lại cháy. Còn đây đầu thu mic này, cục nguồn này, tay mic này, hàng mới cứng nhập khẩu chính hãng tại công ty QT Acoustic. Đấy, có địa chỉ đăng ký thường trú tại đâu đó là website qtacoustic.com này. Sản phẩm nhập khẩu chính hãng nhá. Lưu ý là giá trên là đọc trong cái giá nó khuyến mại cho các bác, còn giá cũ là 2.1 triệu. Đấy, giá cũ bên em bán là 2.1 triệu, bao ship luôn, 1.950.000 cũng bao ship luôn. Đấy, giá luôn luôn có giá tốt cho các bác. Đấy, các bác nha, đây là đầu thu này. Đấy, còn đây là tay mic này, con này tiếng rất là hay nha. Sắp tới thì mẫu này em bán có nhiều, có bán rất nhiều. Đây là pin tặng theo này, anten này. Đấy, chống năn này, cục nguồn này, dây kết nối này. Đấy, mặt form có cái đầu thu đây, các bác nhìn đây. Cái này em giới thiệu nhiều rồi, em không có giới thiệu quá nhiều. Đấy, chủ yếu là con này chất lượng. Và hơn nữa là cái này mic của nó là cũng khá là được, không đến nỗi gọi là cá chê lắm. Em ưng nhất cái mẫu này, trong dòng họ nhà QT thì em ưng nhất là cái mẫu C300 này, thiết kế sang trọng lịch sự. Em sẽ mở cái đầu cũ ra nhé. Mở cái đầu cũ ra, các bác xem cái đầu cũ nó rất là xịn. Thiết kế nó rất là sang trọng lịch sự. Xịn sò. Đây, cũ mic đây. Đầu cũ trông nó rất là xịn. Tay mic đây. QT C300. Đấy, cái mở luôn cái ốp này ra, do nó quay một mình nên nó hơi khổ tí. Đây là cái vỉ bên trong này, vỉ màu tím tem QCPass. Đó là cái tay mic. Còn phần đầu thu thì em sẽ mở luôn ra cho các bác xem nhé. Đây, cái phần đầu thu đây thì không biết là cái loại này nó có dán tem bảo hành bên cạnh không, thì nếu mà dán tem thì em sẽ đăng ảnh ở trên website thôi. Còn nếu mà không có dán tem bảo hành bên cạnh thì em sẽ unbox hết này. Cố gắng tất tần tật những cái gì về QT là cố gắng unbox hết cho các bác xem. Đó. Đây là cái phần đầu thu này, các bác nhìn này, thiết kế sang trọng lịch sự này, đằng nào tí cũng quay review chi tiết cho các bác xem. Đây nó còn có một cái nốc siêu túi bóng này, tí em sẽ bóc ra, tiện cái bóc luôn cho các bác. Các bác nào lấy về dùng nó phải sang trọng lịch sự, đẹp nét này nẹt luôn. Sẽ bóc cái siêu này ra nha các bác nha. Đấy, cái hơi khó bóc tí. Đấy, cái siêu tôi bóng này. Đấy, còn các bác lấy mới thì em sẽ thử qua thôi, em không bóc. Còn một số cái em quay bóc là các bác về là cứ thế không phải bóc nữa đâu. Đấy, bóc nó hơi khó tí. Đó, nguyên siêu nó bóc ra nhìn trông đẹp long lanh này. Ui sợ, độ này thiết kế sang trọng lịch sự nha. Đây mặt trước nha, thiết kế rất hiện đại này, phanh nhôm này, nút ấn này, các kiểu này. Em sẽ quay cho các bác xem bên cạnh. Đây là bên cạnh này. Đấy, đây là mặt sau này. Mặt sau của nó thì có một cái tem bảo hành đây. Đấy, và cổng nguồn, anten.
mid là mid API đấy. Mid out hai kênh là một. Không linh tinh nữa, bây giờ em sẽ ăn lấy đồ em tháo luôn cái phần nội thất cho các bác xem nhé. Con này tiếng cũng khá là hay, nhưng mà cái đời C500 nâng cấp hơn thì hay hơn nữa. Còn những cái loại CU5500 thì con đĩ là chuyên ngoài trời, chuyên cho các bác nào đang xem sự kiện rồi. Sóng xa tiếng nó hay hơn, nhưng mà cái loại ý là nếu mà lắp gia đình, cái loại CU500 lắp gia đình nhiều các bác không hát được, nó không định tiếng, tiếng nó thật quá. Ok, bây giờ sẽ tháo ra cho các bác xem nhé. Đây là nội thất này các bác này. Đấy, mạch thì có luôn cả logo QT này. Con này nói chung là trau chuốt và chi tiết, nói chung là con này em thấy đánh giá khách quan là con này đẹp nhất. Hộp kênh đây, ở bên trong là có tí linh kiện này thôi, không có nhiều. Đấy, hộp kênh bên trong có một tí linh kiện. Nhưng con này tiếng rất là hay nhá. Các loại xua xiếc mà UG22, UG23 nó không có cửa đâu nhá. Sóng thì thua, nhưng con này tiếng của nó thì hay hơn rất nhiều. Đây các bác để ý thêm đây này, 6, 7, 8 gì đây, QT Acoustic đây. Đấy, Professional Audio Epson này. Đấy, rất là xịn. Đấy, đây là cái phần mạch, mạch đằng trước. Nó có như vậy thôi. Nói chung đây là cái bộ mic mà các bác chơi gia đình được, mà nằm ngoài trời cũng được. QT C300. Đấy, anten đây. Mạch của nó thì mạch màu tím nha, mạch màu tím. Và như các bác đã biết rồi, những loại mạch nó màu tím thì chất lượng của nó rất là cao. Nhưng mà em không thích các cái hãng mà họ thiết kế luôn cả cái đuôi hậu này, cái rắc này màu tím thì nhìn trông nó kinh lắm, nhìn màu cũng không ưa. Em bán hàng em khách quan em nói thẳng luôn, đây là một trong những bộ mic mà em đánh giá rất là ưng nha. Cái mẫu này thì không chê được cái gì. Thứ nhất là giá tốt, thứ hai là thiết kế sang trọng, lịch sự, đẹp đẽ. Đấy. Và thứ ba là cái độ bền của nó thì mới gọi là vô đối luôn. Đấy. Ngoài ra thì các bác có thể đưa cái bộ mic này từ phân khúc là karaoke gia đình chuyển sang phân khúc là nắp vào những cái hệ thống âm thanh các bác làm live show sự kiện tiệc cưới, thông qua một cái số bộ kíp như sau. Các bác có thể mua thêm được cái đuôi gắn đây, như cái dòng Shure UG22, UG23 hay là UR18D, nó có cái dòng đuôi đây để nối cái jack anten ra, sau đó mua thêm cái jack anten nó cắm từ đằng sau vòng ràng trước, các bác lắp vào tủ máy xong đi làm live show sự kiện tiệc cưới. Đấy là một cái lựa chọn rất là hay nữa. Hoặc là các bác cắm từ đằng sau đằng trước có cái đuôi, xong là các bác chế thêm một cái bộ anten nữa, thay vì là cái anten nhỏ nhỏ bé bé này, đúng không ạ? Thay vì là cái anten nó nhỏ bé này thì các bác dùng cái anten chuyên dụng, nó sẽ sóng nó tốt hơn. Đây là anten gọi là nhỏ bé 670 đến 690 MHz. Thì các bác có thể mua thêm những bộ này, trên mạng họ bán có rất nhiều. Các bác có thể mua trên Shopee, Lazada, eBay. Các bác nào không mua được, các bác nhờ em sẽ mua hộ cho các bác. Đấy. Chắc là lần tới em phải lấy về thí nghiệm mẫu thử cho các bác xem. Chứ còn nói không thể nói hay được. Nhưng cái loại ấy thì các bác nên dùng vào những hệ thống 4 dâu thì nó sẽ tốt hơn. Nói chung là rất là cầu kỳ. Đấy, thì chắc là trong clip lần sau em sẽ giới thiệu chi tiết hơn về hệ thống sóng của mic không dây giờ. Nói chung nôm na với các bác là trong tầm giá khoảng tầm trên 2 triệu, trên dưới 2 triệu thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Em đọc lại giá nha. Giá khuyến mại từ mùng 1 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2021. Khuyến mại của 1.950.000 và giá cũ là 2.1 triệu. Đấy, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp. Đấy, chào mừng hai cái ngày kỷ niệm, một là ngày Noel, hai là cái ngày sinh nhật của em cũng đúng vào ngày Noel, thế là liên tiếp là làm khuyến mại cho các bác là một tháng luôn, không việc gì phải nghĩ ngợi gì cả, khuyến mại tận 30 ngày, các bác mua cái gì cũng được. Ok không ạ? Đấy, ok, xin kính chào các bác nhé, hẹn các bác trong clip lần sau. Ngày mai là khuyến mại rồi, các bác nhanh tay gọi điện đúng không ạ, hoặc là các bác gọi điện đặt trước đi, giá như nhau. Đấy, ok, xin kính chào các bác tất tần tật về QT C300 nằm trong video này. Đấy, đánh giá rất chi tiết luôn. Ok, xin kính chào các bác nhé.